Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lần đầu tiên, một tổng thống đứng cạnh một đảng trưởng trên bục danh dự. Ngày 9 tháng 9, blog Lê Quốc Quân trên VOA có bài Khi một tổng bí thư tiếp một tổng thống. Tác giả cho biết chuyến đi của tổng thống Joe Biden được bàn tán khá nhiều vì mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong suốt chiều dài lịch sử. Nó khác với những lần đi thăm của các tổng thống Mỹ trước đây là chỉ thực hiện chuyến đi thăm Việt Nam khi đã sắp hết nhiệm kỳ và mang tính nghi thức. Lần này, hai nguyên thủ gặp nhau để cho ra những quyết định chiến lược dài hơi cho hai nước, đặt nền tảng cho một sự hợp tác vô cùng quan trọng giữa hai quốc gia trong tương lai. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả dẫn điều 86 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ, Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Thế mà tác giả bình luận, Tổng bí thư của một đảng đã thay mặt cả nhà nước mời Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam và ông Trọng cũng là người chủ trì lễ đón. Tác giả dẫn điều 4 Hiến pháp quy định Đảng Cộng sản lãnh đạo nhưng không có một câu từ nào nói về vai trò của ông Tổng bí thư. Khoảng 3, điều 4, Hiến pháp còn ghi rõ các tổ chức của đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Vậy việc mời và đón thăm đã là một sự lạ, thu hút sự chú ý rất lớn của nhân dân. Tác giả nhận xét, các báo Việt Nam đã rất tế nhị khi đề cập đến vấn đề này. Tờ Tuổi Trẻ giật tít là chưa từng có tiền lệ và viết ông Joe Biden không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam, nhưng tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm chính thức theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ riêng điều đó đã nói lên sự đặc biệt của chuyến thăm này. Tác giả tiếp tục bình luận, nếu như ông Biden chỉ đi dự với tư cách là người của đảng Dân Chủ đang cầm quyền và ông Nguyễn Phú Trọng có quyền mời và tiếp đón với tư cách giữa đảng với đảng, còn nếu ông Biden đến với tư cách là nguyên thủ quốc gia của nước Mỹ, thì theo quy định phải là khách mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông sẽ được coi là quốc khách và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ chủ trì nghi lễ đón tiếp. Hình ảnh thực tế Tổng bí thư Trọng là người chủ trì lễ đón Tổng thống Joe Biden. Có lẽ Hoa Kỳ thực dụng hơn và để hướng tới một quan hệ thực chất hơn, cho nên hai bên sẵn sàng bỏ qua những giao thức ngoại giao thông thường. Mục tiêu của Tổng thống Hoa Kỳ là có Việt Nam nằm trong chiến lược lớn hơn của Hoa Kỳ trong thế cạnh tranh với Trung Quốc. Tác giả nhận định, vấn đề quan trọng là khi Tổng thống Hoa Kỳ chấp nhận một chuyến đi mà ông Trọng chủ trì lễ đón, cả hai cùng bước lên bục danh dự, thì phải hiểu rằng Hoa Kỳ đã chính thức công nhận tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoa Kỳ đã nhiều lần khẳng định tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam, nhưng nếu được đón như là một quốc khách, thì đây có lẽ là lần đầu tiên một tổng thống đứng cạnh một đảng trưởng với tư cách là nguyên thủ quốc gia trên bục danh dự và quân nhạc cử quốc thiệu. Theo tác giả, đối với Việt Nam, ông Joe Biden biết rõ ai là người có quyền lực và ông sẽ làm bất cứ điều gì để có lợi cho Hoa Kỳ. Vào năm 2015, ông cũng đã từng mở tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Độc Kiều. Có lẽ trời còn để có hôm nay nên hai vị lãnh đạo cùng quyết tâm để đặt dấu ấn vào lịch sử bằng cách nâng cấp quan hệ sau khi đã cùng nhau nâng ly trong bữa tiệc 8 năm trước. Tổng thống Joe Biden hiểu rõ tình hình chính trị của Việt Nam và sẵn sàng bỏ qua mọi nghi thức để hoàn tất những bước chiến lược của Hoa Kỳ. Hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden trên bục danh dự. Còn ông Trọng, từ một biên tập viên của tạp chí Cộng sản đã trở thành nhân vật trung tâm trong mối quan hệ lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Tác giả đánh giá, chúng ta sẽ không thể biết được ông Trọng đã nghe gì và nói gì trong chuyến thăm của Lưu Kiến Siêu vào 2 ngày trước, cũng như không thể biết được ai sẽ là người sang Bắc Kinh sau chuyến đi của Joe Biden. Nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng ông Trọng đang trở nên quan trọng hơn giữa bối cảnh mà cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều muốn giành ảnh hưởng của mình tại châu Á nói chung và với Việt Nam nói riêng. Họ đều nhìn thấy ông Trọng là nhân vật quyền lực có khả năng ra quyết định nhất. Tác giả cho rằng chuyến đi của Tổng thống Biden lần này thực sự mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, nhưng cũng tạo ra những thách thức lớn, đặc biệt khi lịch sử lên tiếng buộc phải chọn lựa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhất là khi nổi can qua. Đó là lúc có thể xảy ra một sự biến cho quốc gia. Tác giả kết luận, việc ký kết thành đối tác chiến lược toàn diện nếu có thể để lại một di sản thực sự có ý nghĩa cho tương lai của Việt Nam, nếu như những người kế nhiệm của hai vị hôm nay tiếp tục xây dựng được lòng tin chiến lược. Lòng tin đó phải thể hiện bằng các cam kết cụ thể và thực chất trong tương lai, dù có thể phải trải qua những sóng gió
hoặc sự chia rẽ từ bất cứ lực lượng nào trên thế giới. Như vậy, chúng ta sẽ có một Việt Nam mà thế hệ hôm nay chấp nhận được và con cháu mai sau có thể tự hào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin lần đầu tiên một tổng thống đứng cạnh một đảng trưởng trên bục danh dự. Nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ thực chất chỉ là đổi tên. VOA tiếng Việt ngày 9 tháng 9 có bài bình luận Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ, Trung Quốc có thể không thích nhưng cần chấp nhận thực tế. VOA cho rằng chuyến thăm dự kiến sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ Việt-Mỹ, đó là hai quốc gia cựu thù nâng cấp quan hệ của họ lên cấp độ cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện mang tính biểu tượng này được xem là một nước cờ chiến lược có lợi cho cả Mỹ lẫn Việt Nam. Trong việc đối phó với Trung Quốc, mặc dù Hà Nội luôn khẳng định không đứng về phía nào, còn phía Trung Quốc thì cho rằng nó có tác động rất hạn chế đến họ. VOA dẫn lời nhà ngoại giao kỳ cựu Scott Maciel, nguyên phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nói: Tôi đoán có nhiều yếu tố dẫn đến quyết định nâng cấp quan hệ với Mỹ của Hà Nội. Sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông có thể là một trong số đó. Hình ảnh bài viết trên VOA. Thứ hai là thực tế mối quan hệ này rất mạnh mẽ và do đó việc này chỉ là đổi tên chính thức để phản ánh chất lượng cao của mối quan hệ. Thứ ba, có lẽ đây là thời điểm thuận tiện, là 10 năm kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện và tất nhiên lại có chuyến thăm của Tổng thống nữa. Thứ tư, Việt Nam dường như đang nâng cấp quan hệ với một số nước và việc làm tương tự với Hoa Kỳ cũng có nhiều ý nghĩa. Và cuối cùng, tôi không biết chi tiết, nhưng dường như có rất nhiều cuộc nói chuyện về việc Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo Việt Nam đề cập tới việc hợp tác kinh tế nhiều hơn, bao gồm cả việc hỗ trợ cho những nỗ lực của Việt Nam để phát triển về mặt công nghệ và đổi mới, đồng thời trở thành đối tác kinh tế quan trọng hơn nữa trong tương lai. Vì vậy, điều đó có thể đã được tính đến. VOA dẫn lời ông Craig Pohlin, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nói khi Ngoại trưởng Blinken đến Việt Nam vào tháng 4 rằng việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là điều mà cả hai bên đều muốn, nhưng có thể hiểu được rằng Hà Nội đang lo lắng về việc liệu những lợi ích hữu hình mà họ nhận được từ việc này có đủ để bù đắp cho bất kỳ hình phạt nào đó về chính sách ngoại giao và kinh tế từ Bắc Kinh hay không. VOA cũng dẫn tờ Politico trong bài viết hôm 7 tháng 9 rằng Tổng thống Mỹ đến tận sân sau của Bắc Kinh bằng việc sử dụng hội nghị thượng đỉnh G20 và chuyến thăm Việt Nam sau đó để quảng bá rằng liên minh toàn cầu do Mỹ dẫn đầu là sự đặt cược an toàn hơn cho các nước trên thế giới so với việc dựa vào Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và kinh tế. Hình ảnh nhiều người hy vọng việc nâng cấp quan hệ ngoại giao sẽ giúp Việt Nam thoát Trung. Trong nỗ lực giành ảnh hưởng với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với G20 đã đề cập đến đề xuất dành cho các nước đang phát triển và thu nhập trung bình bằng cách tăng cường khả năng cho vay của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế khoảng 200 tỷ USD. Đây được xem là một nỗ lực nhằm đưa ra giải pháp thay thế đáng kể, dù nhỏ hơn, cho sáng kiến cơ sở hạ tầng, vành đai và con đường khổng lồ của Trung Quốc mà Mỹ coi là chiến lược con ngựa thành roi do Trung Quốc dẫn đầu đối với sự phát triển của khu vực và mục tiêu mở rộng về quân sự. VOA dẫn lời cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Cường trả lời AFP vào ngày 8 tháng 9 nói rằng Việt Nam không muốn đóng vai trò cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh. Việt Nam có chính sách rất rõ ràng về việc kết bạn với tất cả mọi người. Việt Nam luôn nói không đứng về phía nào, không chọn Mỹ chống Trung Quốc. Mỹ hoàn toàn nhận thức được điều này. VOA dẫn ý kiến của nhà ngoại giao Scott Maciel cho rằng có vẻ như Việt Nam đang có chiến lược xây dựng mối quan hệ bền chặt với nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, để đa dạng hóa các mối quan hệ. Theo ông, Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện chỉ mang tính biểu tượng giữa bối cảnh mối quan hệ song phương đã phát triển rất mạnh mẽ và đây chỉ là hình thức đổi tên. Ông Maciel nhận xét Bắc Kinh sẽ không thích điều này lắm, nhưng đó là thực tế. Họ có thể không thích nó, nhưng tôi nghĩ rằng cả Trung Quốc và Mỹ đều cần hiểu rằng các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, họ sẽ tự đưa ra quyết định và họ là những quốc gia có chủ quyền độc lập. Họ có quyền quan hệ chặt chẽ với bất kỳ quốc gia nào mà họ lựa chọn. VOA bình luận, kể từ khi ông Biden chính thức đề cập đến mong muốn của Hà Nội trong việc nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức cao nhất, Trung Quốc gần như không đưa ra phản ứng công khai nào trước động thái mà hầu hết các hãng truyền thông quốc tế xem là chống Trung Quốc của Washington. VOA dẫn tờ Hoàn Cầu Thời báo vốn được xem là cái loa của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đó có bài viết nói rằng quan hệ Mỹ-Việt có tác động rất hạn chế đến Trung Quốc khi ông Biden tới Hà Nội.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ thực chất chỉ là đổi tên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm d.